Đây là bình xăng dành cho xe đam cối vào 78. Đây là cái bình lô nha các bạn, bình lô làm cũng khá là tinh xảo. Thì đây là giải pháp dành cho bạn nào mà bị hư bình xăng. Thứ nhất là cái miệng bình xăng bị hư là một. Cái thứ hai là cái lỗ ở dưới người ta hàng nó bị chảy xăng. Nếu mà cái bình của bạn bị chảy xăng mà các bạn hàng không hết, bắt buộc bạn phải thay bình mới. Cái thứ hai là cái miệng này mà bị hư thì chỉ có thay bình mới thôi, chứ không có cách nào sửa được hết. Nếu cái miệng của bạn bị hư thì đây là bình xăng của 78. Bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ với mình. Là mình chuyên cung cấp các loại phụ tùng riêng, sẽ cấp các loại nha. Mình là Ken Ken, mình chuyên sơn sửa tân trang các loại xe cấp và trợ ly ha. Mình chỉ chuyên các dòng xe cấp và trợ ly, và cũng chuyên bán phụ tùng xe cấp và trợ ly các loại, các đời xe cấp. Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ tùng xe cấp có thể liên hệ với mình. Có nhu cầu sửa lại chiếc xe cấp của mình hoặc là dọn lại theo một cái phong cách mới cũng có thể liên hệ với mình. Rồi, tất cả mọi nhu cầu liên quan tới xe cấp và trợ ly các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0982116306, hoặc có thể qua địa chỉ 5-6 đường số 10, khu phố 2, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Và đầu đường của cái con hẻm đường số 10 nó là 208 quốc lộ 13 Bình Triệu. Nó ngay sau lưng siêu thị Co Mắc Bình Triệu. Hoặc các bạn có thể lên Google search siêu thị Co Mắc Bình Triệu, hoặc bạn qua đó alo cho mình, mình dẫn bạn vô. Và lưu ý là trước khi các bạn qua, các bạn nên gọi trước cho mình, tại vì mình hay đi ra ngoài giao đồ, giao xe, rồi đi lấy xe các bạn, rất nhiều thứ. Thì bạn nào trước khi qua gặp mình trao đổi sửa xe hay là tăng trang xe hay mua xe hay mua phụ tùng thì các bạn nên gọi trước cho mình nha, 0982116306. Xin cảm ơn tất cả các bạn.